Chắc thì nam tử ở trong đình kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm tỏ rõ, tự bảo đầy đủ. Bỗng nhiên vô cớ khởi đại ngã mạng, cho đến quá mạng, và mạng quá mạng, hoặc tăng thượng mạng, hoặc ti liệt mạng, đồng thời phát ra. Trong tâm xem thường mười phương Như Lai, huống gì bậc dưới thanh văn duyên giác. Giảng: hữu bỉ định trung chư thiện nam tử, kiến sắc ấm tiêu, thọ ấm minh bạch. Người tu đạo này định lực lại thâm sâu thêm một chút. Ở trong định nhìn thấy sắc ấm đã tiêu, người này cũng hiểu rõ thọ ấm. Từ dị dĩ túc, tự mình nói rằng như thế đó là đủ rồi, dù sao cũng cảm thấy đầy đủ rồi, đã khai ngộ chứng quả rồi, đã thành Phật rồi. Hốt hữu vô đoan, đại ngã mạng khởi. Bỗng nhiên vô cớ khởi lên các thứ mạng như đại ngã mạng. Loại ngã mạng này rất lớn. Ngã mạng bèn phát sinh ra. Ngã mạng tức là ngạo mạn, xem thường tất cả mọi người, ai cũng xem thường, nhìn thấy mọi người đều không bằng mình. Như thị nại chí mạng dữ quá mạng. Mạng tức là kiêu mạn, quá mạng tức là loài mạng thái quá. Cặp mạng quá mạng, chà, loài mạng quá ư là lợi hại. Kiêu mạng trong các thứ kiêu mạng, kiêu ngạo trong các thứ kiêu ngạo, không có gì kiêu ngạo hơn loại kiêu ngạo của người này. Hoặc tăng thượng mạng, tăng thượng mạng trên ngã mạng còn tăng trưởng thêm lòng ngã mạng. Hoặc ti liệt mạng, hoặc người này cảm thấy ai cũng thấp kém hơn mình, nên xem thường tất cả mọi người. Nhất thời câu phát, kiêu ngạo, cống cao, ngã mạng đều phát sinh ra trong một lúc. Tâm trung thượng khinh thập phương Như Lai. Loại ngã mạng trong tâm người này đến mức độ nào? Không những kiêu căng ngã mạng với mọi người, mà còn kiêu căng ngã mạng với Đức Phật nữa. Vì thế người này đối với mười phương Như Lai cũng xem thường. Người này cho rằng thập phương Như Lai còn không bằng mình. Quý vị nói cái mạng này lợi hại như thế, vô cùng lợi hại. Hà huống hạ gì thanh văn duyên giác? Huống gì cái địa vị dưới như thanh văn duyên giác, người này càng xem thường. Các ông bất quá chỉ là La Hán tiểu thừa, có gì hay đâu. Tự cho rằng mình cao hơn hết mọi người, cao hơn cả Phật. Đáng tiếc là người này vẫn chưa đặt ra một cái tên khác. Lời ban biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Vô đoan tức là không có lý do sinh ra đại ngã mạng. Nếu các ông hỏi tại sao người đó lại sinh ra loại đại ngã mạng như vậy, bất cứ lý do gì cũng không có, đó gọi là vô đoan. Ngã mạng tức là sinh ra một loại cuồng. Ngã mạng này tức là một loại cuồng, cuồng vọng tự đại. Tại sao người này lại cuồng vọng tự đại như thế? Không có lý do. Quý vị muốn nói như thế nào cũng được, không cần dùng từ ước định. Đó không phải là nhất định. Đây là một loại cảnh giới quyển tướng quyển quá. Các ông không nên làm thành một loại nhất định. Phía trước tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Ngã mạng, đây là bệnh của người này. Bất luận là ngã mạng, quá mạng, tăng thượng mạng, đều là bệnh của người này. Nếu quý vị nói bản thân người này thấp hèn, không phải nhìn thấy người chung quanh thấp hèn, thì không phải dùng chữ mạng này. Đây là bệnh thấp hèn riêng của người này. Loại bệnh này giống như tâm lý biến thái, rất đơn giản. Người này vốn rất thấp hèn. Nếu mà người này nhìn thấy chung quanh không có ai thấp hèn, thì người này đâu có bệnh, đâu có ngã mạng. Bản thân người này đã thấp hèn mà lại nhìn thấy người chung quanh thấp hèn, thậm chí thấp hèn hơn mình nữa, còn xấu tệ hơn mình nữa. Vì thế đó là mạng. Vì thế nói người này có tâm lý biến thái. Nguyên văn: âm Hán Việt. Di hai, chỉ danh giáo ngộ, chỉ ra cái tên dạy cho giác ngộ. Thử danh kiến thắng, vô huệ từ cứu, ngộ tắc vô cửu,
phi di thánh chứng. Dịch: đây gọi kiến thắng, không có trí huệ để tự cứu mình. Nếu giác ngộ rằng chỉ là tạm thời, không phải thánh chứng, thì không có lỗi. Giảng: thử danh kiến thắng, vô huệ tự cứu. Điều này rất ngẫu nhiên. Trong thọ ấm sinh ra một loại kiến thắng, tức là có cái thấy đặc biệt. Người này không có trí huệ tự cứu mình, ngộ tắc vô cửu. Nếu người này hiểu rõ đây là một thứ sai lầm thì sẽ không phát sinh tác dụng. Cho nên giác có nghĩa là không mê. Khi mê thì không giác. Khi giác thì dường như có cây kiếm trí huệ chặt đứt cái mê này. Phi di thánh chứng, đây không phải là một sự biểu hiện chứng đắc thánh quả. Lời bác biên tập: dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Người đó sắp chết, rớt vào trong nước. Các ông cứu người đó lên, gọi là cứu. Kiến thắng, tức là thấy rất nhanh. Vô huệ tự cứu, người này không có trí huệ, tức là ngu si. Vô huệ tự cứu, tức là tự mình không thoát khỏi, tự mình không thể cứu lấy mình, không thể khống chế. Ngộ tắc vô cửu, nếu hiểu rõ thì không có vấn đề gì. Không hiểu rõ thì có vấn đề ngay. Tự cứu, tức là người này hiểu rõ. Đây là có sự liên kết, một câu giải thích một câu. Đoạn văn ngũ ấm ma này, quý vị không nên xem nó là thứ tốt đẹp. Đó chỉ là một cảnh giới vọng tưởng, một cảnh giới hư vọng. Đó không phải là một cảnh giới thực tại. Đều là từ giả thuyết, đưa ra từ hình dung. Hình dung người này bị ma nhập thì như thế nào? Nếu ông hiểu rõ điều này thì vốn không phải là một thứ cứng nhắc. Chỉ cần có ý nghĩa này tồn tại thì được rồi. Không nên ở chỗ này dùng quá nhiều công phu. Ở chỗ này dùng quá nhiều công phu, vĩnh viễn sẽ phiên dịch không hay. Nếu các ông càng máy móc cứng nhắc ở chỗ này thì ý nghĩa này càng cách xa. Đó giống như kể chuyện thì kể như thế. Mỗi lần đều kể, chỗ nào trùng lặp lại thì các ông viết ra là được rồi. Mỗi một đoạn văn các ông giảng như thế nào đều được, chỉ cần ông giảng cho hợp lý là tốt rồi. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Nguyên văn âm Hán Việt: Di ba, thì mê tất trị. Chỉ rõ mê lầm thì phải đọa lạc. Nhược tác thánh giải: tác hữu nhất phân đại ngã mạng ma, nhập kỳ tâm phủ, bất lệ tháp miếu, tồi quỷ kinh tượng, di đàn diệt ngôn, thử thị kim đồng hoặc thị thổ mộc, kinh thị thọ diệp hoặc điệp hoa, nhục thân chân thường, bất tự cung kính, khước sùng thổ mộc, thật di điên đảo, kỳ thâm tính giả, tùng kỳ quỷ toái, mai khí địa trung, nghi ngộ chúng sanh nhập vô gián ngục, thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Dịch: nếu tự cho là chứng đắc thánh quả thì có một phần ma đại ngã mạng nhập vào tâm phủ, không lại tháp miếu, phá hủy kinh tượng, bảo đàn diệt trần, đó là vàng đồng hoặc là gỗ đất, kinh kia là lá hay là giấy lụa, nhục thân chân thường, không tự cung kính, lại đi sùng bái đất sét cây gỗ, thật là điên đảo. Những kẻ quá tinh nghe theo lời này, đập nát tượng Phật, hủy bỏ kinh sách hoặc chôn trong đất, do làm chúng sanh nghi ngờ lầm lạc nên phải đọa vào địa ngục vô gián, mất đi chánh thọ sẽ bị đọa lạc. Giảng: nhược tác thánh giải, tác hữu nhất phân đại ngã mạng ma, nhập kỳ tâm phủ. Nếu như ông nói đây là một cảnh giới tốt đẹp thì sẽ có một loại quỷ đại ngã mạng. Loại quỷ này vô cùng ngã mạng, sẽ nhập vào trên thân của mình. Bất lễ tháp miếu: nhìn thấy Đức Phật cũng không lễ lại, nhìn thấy tháp
cũng không xá bái, vào chùa cũng không khấu đầu đảnh lễ. Tôi quỷ kinh tượng, đem thiêu đốt kinh sách, đập bể Phật tượng, quỷ diệt kinh và tượng là những tội đọa vào địa ngục. Người này nói đó đều là giả. Vị Đàn Diệt Ngôn, người này cũng có đệ tử, bảo với đệ tử: Đàn tức là bố thí, diệt là siêu diệt vượt qua. Đây là tín đồ bố thí cúng dường tam bảo, trong Phật giáo gọi là Đàn Diệt. Người này cũng có Đàn Diệt tín đồ. Người này bèn nói với những tín đồ này: thử thì kim đồng, hoặc thì thổ mộc. Nói Phật tượng này là bằng vàng, hoặc là bằng đồng, hoặc làm đất sét, hoặc làm bằng cây gỗ. Kinh thị thọ diệp, hoặc điệp hoa. Kinh này là từ lá cây viết ra, hoặc là dùng lụa viết ra. Ông cung kính nó làm gì? Lễ lại nó làm gì? Đó là một loại vô tri vô thức. Nhục thân chân thường, bất tự cung kính, khước sùng thổ mộc. Còn nhục thân của tôi đây là thật, các ông không cung kính tôi, lại đi sùng bái đất sét và cây gỗ đó, ít lợi chăng? Như ngẫu tượng, các ông lễ bái làm gì? Có ích lợi gì không? Ông lễ bái nó, chỉ bằng lễ bái tôi còn hay hơn. Đó là gọi người lễ bái mình, thật vi điên đảo. Lễ bái ngẫu tượng đó, cây gỗ đó, nó có tri giác gì không? Ông lễ bái những thứ đó làm gì? Thật là quá điên đảo. Kỳ thâm tính giả, trùng kỳ quỷ toái, mai khí địa trung. Những tín đồ thâm tính người này cũng đi theo người này, cũng đập phá tượng Phật, thiêu đốt kinh điển, hoặc là chôn dưới đất. Nghi ngộ chúng sanh nhập vô gián ngục. Những hành vi như thế làm cho chúng sanh đối với Phật Pháp không sanh lòng tín ngưỡng, mà sanh ra hoài nghi. Vì thế làm chúng sanh đọa vào vô gián địa ngục. Thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Người này không có chánh định chánh thọ, tương lai nhất định sẽ đọa vào vô gián địa ngục. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của thượng nhân năm 80. Đại ngã mạng quỷ, ma này đến từ bên ngoài. Quỷ đại ngã mạng đã đến, trước là ý niệm sanh ra từ tâm của mình, bên ngoài thì sanh quỷ đại ngã mạng. Vì thế đây cũng không nên nói là vô cớ, không có lý do. Đây là quỷ từ bên ngoài đến. Quỷ đại ngã mạng từ bên ngoài đến không phải không có lý do như hồi nãy, vì bên trong quá nhơ nhớp nên ruồi muỗi bên ngoài đã đến. Không có mèo ăn bát thì đâu có ruồi muỗi bay đến. Vì trong tâm của mình sanh ra tà niệm nên chuốc lấy ma bên ngoài tới. Vị Đàn Diệt Ngôn, người đàn diệt này cũng có thể nói là thiện tính. Đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Không nên ở chỗ này thổi lông tìm vết, nghiền ngẫm văn tự. Dĩ ý nghịch chí thì vi đắc chi. Lấy ý mình suy đoán, tìm hiểu ý của tác giả, không câu nệ vào câu cú, thì mới gọi là hiểu được ý nghĩa của tác phẩm. Cần phải suy nghĩ để tìm hiểu ý chính ở trong kinh. Như thế mới gọi là hiểu rõ ý kinh. Giảng thông suốt thì được rồi, giảng có lý là được rồi. Kinh văn là sống, không phải là chết. Tức là lúc Đức Phật giảng như thế, các ông nên giảng ý nghĩa đó. Giảng như thế nào đều được, đó là viên dung vô ngại. Không nên câu thúc vào một chỗ. Quân tử bất khí. Quân tử không chấp vào điều tiểu tiết nhỏ nhặt. Kinh này cũng không phải nhất định như thế đó. Ông giảng có lý là được rồi. Tôi không làm nhà khảo cổ, đợi nghiên cứu để biết được món đồ. Đó đều là không phải của mình. Bất tự cung kính. Tức là người đó nói
những người kia không cung kính mình, mà lại đi cung kính tượng gỗ, tượng đất. Đây là chỉ người làm thầy nói: các ông nên cung kính ta, sao lại đi cung kính tượng gỗ, tượng đất vậy? Nhục thân chân đế, tức là nói nhục thân này là chân thường, có nghĩa bản thân mình là Phật sống. Như một loại người đó nói thân người là chân thường, đó cũng không nhất định là nói bản thân mình. Người đó nói ông cũng là chân thường, tôi cũng là chân thường, tại sao ông không cung kính tôi, lại đi cung kính lá cây? Câu này cũng có thể nói là tại sao ông không cung kính bản thân ông? Hàm ý là không phải nói người đó cung kính chính bản thân người đó, mà là muốn người đó phải cung kính mình. Mình là một người tuyệt vời. Hàm ý này không thể nói ra một cách rõ ràng. Người này cũng không nói các ông cung kính tôi. Nếu nói cung kính tôi thì quá lộ liễu, chỉ có thể ẩn ý ở bên trong, khiến cho ông tự suy nghĩ. Không thể quá lộ liễu, khi vẽ không thể vẽ thấu tim gan. Đây chỉ có thể hiểu ngầm, không thể dùng lời nói để truyền đạt. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Om ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha ha.